người dân Malaysia biểu tình đòi thủ tướng từ chức. Những người biểu tình bắt đầu tụ tập ở thủ đô của Malaysia để dự cuộc meeting trong 2 ngày để đòi thủ tướng Najib Razak từ chức vì những cáo giác lừa đảo nghiêm trọng. Tổ chức BERSI, tổ chức xã hội dân sự hàng đầu ở Malaysia, muốn ông Najib từ chức sau khi có tố cáo cho rằng ông nhận 700 triệu Mỹ Kim từ quỹ đầu tư OneMDB do chính phủ làm chủ. Chính phủ đã phong tỏa website của BERSI và tuyên bố cuộc biểu tình tại quảng trường độc lập ở Kuala Lumpur là bất hợp pháp vì các nhân vật tranh đấu không được cấp phép để tổ chức biểu tình tại địa điểm này. Giới hữu trách cũng cấm dân chúng mặc trang phục màu vàng của BERSI và phù hiệu của tổ chức này. Chính phủ đã tăng cường các biện pháp an ninh trước cuộc biểu tình dự trù diễn ra hôm nay. Ông Najib đã bác bỏ các cáo giác và nói rằng khoản tiền đó trong các tài khoản ngân hàng của ông là một khoản tiền biếu tặng từ Trung Đông. Ông cho rằng tố cáo tham nhũng này nằm trong khuôn khổ của âm mưu phá hoại chính trị nhắm vào liên minh cầm quyền lâu năm ở Malaysia. Cuộc điều tra về tố cáo này làm tăng khả năng ông Najib bị truy tố hình sự, một việc chưa từng xảy ra cho một vị thủ tướng của Malaysia. Ông Najib đã cách chức viên tổng trưởng lý đã điều tra ông. Cáo giác này được tiết lộ hồi tháng trước trên tờ Wall Street Journal. Báo này thuật chuyện dựa trên những văn kiện bị rò rỉ từ cuộc điều tra của chính phủ nhắm vào quỹ OneMDB. Quỹ OneMDB do ông Najib làm chủ tịch đang đối mặt với các cáo giác tham ô và quản lý sai trái và nợ hơn 11 tỷ Mỹ Kim. Quỹ này đang bị điều tra bởi nhiều cơ quan trong chính phủ.